Thưa quý vị, giá nhà chung cư tăng ảo khiến nhiều người dân không thể thực hiện ước mơ an cư. Thêm vào đó, giá ảo hay nói cách khác, bong bóng giá còn đe dọa đến sự ổn định nền kinh tế, không minh bạch trên thị trường bất động sản, gây mất lòng tin trong dư luận. Với khoản tiền dành dụm và mong muốn được sống ở nhà chung cư, nhiều tháng nay chị Linh đã dành thời gian để tìm hiểu lựa chọn. Tuy nhiên, mỗi lần có quyết định mua được căn hộ vừa ý, khi hỏi lại thì môi giới đã báo tăng giá cao thêm vài phần trăm. Chị rất bất ngờ bởi sức tăng nhanh tới như vậy. Đầu năm nay thì tôi cũng đã hỏi một vài căn, thế nhưng mà vẫn chưa chốt được. Cho đến thời điểm hiện tại thì tôi quay lại hỏi cái căn như thế thì nó tăng lên 300-400 triệu. Với một cái mức tăng quá nhanh và quá cao như vậy thì tôi không thể nào mà mua được. Có công việc ổn định với mức lương 20 triệu đồng trên tháng và tính toán vay thêm, ban đầu anh Hoàng khá tự tin khi tìm mua một căn hộ chung cư khu Cầu Giấy gần nơi làm việc. Vậy nhưng sau vài tháng, mọi tính toán dường như đã đổ bể. Hiện tại thì trong tay cũng có tầm 2 tỷ và thấy lãi suất ngân hàng đang giảm thì cũng định vay để mua. Nhưng mà sau khi tìm hiểu thì thấy giá chung cư bây giờ đang cao quá nên là tôi không thể nào mà mua được. Giá chung cư đang là ảo. Thực tế cho thấy nguồn cung không thiếu, chỉ thiếu nhà ở giá rẻ và nhà ở xã hội. Nhà cung cấp và sàn trung gian là các đơn vị hưởng lợi lớn nhất khi mà nguồn tiền được thu về, hạn chế sản phẩm tồn kho. Việc ngăn chặn hiện tượng bong bóng bất thường, đưa chung cư về giá trị thật không chỉ đem lại sự ổn định cuộc sống, lấy lại niềm tin cho người dân mà còn hạn chế được sự lũng đoạn thu lợi của một nhóm các nhà cung cấp và sàn bất động sản. Điều này cũng có phần minh bạch thị trường. Tuy nhiên, để hiện thực hóa được rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị như xây dựng cơ chế cho phát triển nguồn cung, đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, xây dựng hệ thống dữ liệu số hay sử dụng công cụ truy thu thuế với doanh nghiệp khi nâng giá bán. Một cái chung cư nào mà giả sử bây giờ đang làm đây mà nó tăng giá lên đến 200%, 300% thì tôi cho rằng cái đó là phải có, thứ nhất là đứng về phía cái chủ đầu tư cũng cần phải có một cái trách nhiệm mình với lại xã hội nói chung để đưa ra cái nào cho nó phù hợp. Cái này chúng tôi cũng không dám phát biểu cụ thể nhưng tôi nghĩ là cũng cần phải tính đến cái chuyện là cái trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội. Nhưng cái thứ hai tôi cho là cái điều tiết của chính phủ bằng chính sách thuế. Trong trường hợp ấy là cái thuế đặc biệt. Ví dụ như thế mà anh không trình bày được thì là anh sẽ có cái thuế đặc biệt. Ngoài ra, tình trạng thao túng lũng đoạn giá ở thị trường bất động sản luôn có sự góp phần lớn của đội ngũ môi giới nhưng chưa có chế tài xử lý. Điều này cũng được những người trong nghề thừa nhận. Hiện nay thì cái chế tài để mà xử lý các cái nhà môi giới có vi phạm thì chưa được thực hiện. Nó nghiêm túc. Mà cái yêu cầu nhất vẫn là cái tính chuyên nghiệp của những người làm môi giới này. Ngăn chặn hiện tượng bất thường về giá chung cư cần có sự vào cuộc của cả hệ thống và sẽ khó có thể thực hiện được trong một sớm một chiều. Tuy nhiên lúc này, sự tỉnh táo của người dân sẽ là điều cần thiết nhất. Nếu chưa có nhu cầu bức thiết thì đừng mua chung cư khi giá ảo.